chào các bạn. Cũng khá lâu rồi mình mới được ngồi đây để làm video cho mọi người. Và ngày hôm nay thì như các bạn đọc tiêu đề ấy, thì các bạn có thể thấy nó quen quen thôi. Bởi vì là cái tiêu đề ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho mọi người cách vuốt tóc theo kiểu short quiff. Cái kiểu short quiff này thì mình đã từng làm một cái video riêng, nhưng mà mình xem lại cái video hồi đấy thì mình thấy là mình cứ sao sao. Hồi đấy là cái hôm mà mình mới làm YouTube, cho nên là nhìn mình cảm thấy là nó không được chuyên nghiệp. Mặc dù là có thể bây giờ sẽ chuyên nghiệp hơn một chút chút so với ngày xưa. Và mọi người, đầu tiên mọi người cần phải lưu ý là short quiff đối với kiểu tóc mà như cái kiểu đầu mình đang để này, nó sẽ là ngắn hết tất cả ở trên đầu mình. Nó sẽ làm, cái nhất là nó sẽ làm gọn tóc hơn. Và cái bước tạo kiểu cũng như là vuốt sắc của cái kiểu tóc short quiff này á thì nó cũng rất là nhanh. Và kiểu tóc short quiff này thì mình thấy là nó phù hợp với khá nhiều các loại khuôn mặt khác nhau, như là mặt tròn, mặt chữ điền, mặt kiểu nó hơi tròn tròn, vuông vuông một chút thì cũng đều để sẽ rất là ok. Và đầu tiên ấy, để có thể để được cái kiểu tóc này đẹp á, là các bạn cần phải chọn cho mình một người thợ gọi là nó chắc về cái tay nghề của họ. Và cái phần mái mà mình để kiểu tóc short quiff này á, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5 cm. Những cái phần như là phần thân, phần đỉnh thì các bạn nên đuổi dần như kiểu như là 5.5 cm, 6 cm thì nó sẽ tạo nên được cái hiệu ứng texture nó sẽ rất là nhiều, đuổi về đằng trước. Tiếp theo đến thì các bạn cần phải cắt sát gọn hai bên sai này vào, và không được để, không được nuôi sai quá là dài. Hai bên sai của các bạn chỉ nên cái độ dài của nó chỉ nên bằng với cả phần đỉnh của cái tóc thôi, để nó sẽ ôm sát được cái đầu của các bạn hơn. Kiểu tóc này có thể giúp cho các bạn nuôi lại tóc, ví dụ như là các bạn tóc các bạn khá là sơ, hoặc là tóc các bạn bị lôi sai hoặc gì đó. Nếu như các bạn không biết thì cách đây khoảng 2 năm tóc mình bị lôi sai, và mình đã cắt cái kiểu short quiff này một thời gian khá là dài, thì phải nửa năm để có thể nuôi lại cái kiểu tóc model pompadour cũ ngày xưa. Nhưng mà bây giờ thì mình vẫn sẽ quay lại kiểu này, bởi vì là nhìn nó khá là khỏe và trông rất là men. Không hiểu các bạn sẽ cảm giác như nào, nhưng mình thấy nó khá là men. Thì về cái công cụ mà khi mà các bạn đã cắt được một cái form đầu hoàn chỉnh của short quiff rồi á, thì chúng ta sẽ chuẩn bị những dụng cụ nó rất là đơn giản trong nhà của các bạn thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải có đó chính là một cái máy sấy. Tiếp theo thì các bạn có thể sử dụng một chiếc lược thẳng như này. Về cái kiểu short quiff mà 5 cm của mình á, thì mình khuyến khích là các bạn nên dùng cái lược thẳng này để các bạn có thể là trải tóc lên khi mà sấy, nó sẽ được cái độ volume, cái độ texture nó như ý muốn. Còn đối với các bạn mà sử dụng cái lược tròn để mà cuốn tóc á, thì tóc của các bạn mình sẽ có một cái cảm giác như là khi mà các bạn cuốn tóc để mà các bạn finish, khi mà các bạn vuốt sáp vào á, thì cái tóc của các bạn nó cứ bị quấn, nó cứ bị kiểu là uốn cong cái lọn tóc ấy. Cho nên là mình không thích kiểu đấy, mình không biết là các bạn sẽ như nào. Còn nếu như mà các bạn có cái lược này hoặc lược tròn thì vẫn có thể dùng thoải mái. Các bạn sẽ trải bằng cách là trải lên thôi, không hề uốn á, thì để nó sẽ hạn chế được cái phần cong của lọn tóc. Trước khi vào cái phần sấy tóc của cái short quiff này, thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm của giờ 91S, đó chính là một cái chai boost volume. Thì các bạn, mình khuyến khích là các bạn nên sử dụng cái chai pre-styling để sử dụng trong cái bước vuốt tóc của các bạn. Cái thứ nhất là nó sẽ giúp cho nhiệt độ tóc của các bạn ấy được ổn định hơn. Bởi vì là khi mà các bạn pre-styling thì thường là nó sẽ sử dụng cái nhiệt độ của máy sấy rất là cao, và sấy nó bắt tóc ấy thì thường là sẽ bị một cái hiện tượng đó là gãy rụng tóc. Và các bạn có thể thấy là cái thiết kế của cái chai pre-styling của giờ 91S này nó khá là giống với cả cái chai Healing Oil mà mình đã từng review rồi. Nếu như các bạn chưa xem cái chai pre-styling về Healing Oil đấy, thì các bạn có thể bấm vào cái chữ Y ở bên tay trái, bên tay phải là của màn hình để xem thêm về cái chai Healing Oil này. Về cái đóng gói của cái chai này thì nó cũng khá là giống với cả cái chai Healing Oil vừa rồi thôi, là chúng ta sẽ có một cái box màu đen, và cái tông màu của cái box này sẽ là màu cam và màu đen, nó sẽ trái ngược hoàn toàn theo với cái màu của cái chai Healing Oil kia. Bây giờ mình sẽ tạm thời để cái chai sang một bên. Và đây là một cái chai pre-styling, cho nên là các bạn hãy sử dụng nó trước khi mà các bạn vuốt tóc, có nghĩa là khi mà các bạn vuốt đầu xong thì các bạn nên xịt khoảng 3 lần được trong một cái chai thủy tinh màu đen nhám như này. Và xung quanh thì có dán label, thì ở cái label này, ở cái mặt trước thì có ghi là chữ boost, cùng với ở dưới là ghi là pre-styling spray. Có nghĩa là cái chai này nó là chai xịt, chứ không phải là cái chai dạng oil như là cái chai Healing Oil kia. Mình sẽ xịt cho các bạn xem. Các bạn có thể lấy ra cái tia xịt của nó, phun sương của nó ấy, thì nó khá là lan tỏa, khá là đều và nó cực kỳ bé, cho nên là các bạn có thể để từ xa khoảng tầm 30 cm hoặc là 20 cm, xịt khoảng 2 lần nhấn hoặc 3 lần nhấn thì nó sẽ vừa đủ cho cả đầu của các bạn. Và bên trái của cái label này thì nó sẽ ghi ra là khá là nhiều những cái nguyên liệu của nó. Và về cái chai boost này thì mình đã sử dụng qua khoảng 1 tuần rồi, và mình thấy là nó tăng được cái độ hâu khi mà mình vuốt tóc lên. Bởi vì là trước khi mình chưa có cái chai này á, thì mình sử dụng sáp thì nó chỉ khoảng tầm 6 tiếng là nó tóc mình bắt đầu là lả tả, nghĩa là nó mất được cái dính, mất độ hâu ấy. Và từ khi mà mình xịt cái này trước khi mà mình sấy tóc ấy, thì nó thực sự là nó sẽ giúp cho mình một cái độ hâu lên đáng kể, nó sẽ lên khoảng tầm 4 tiếng và tóc mình có thể trụ được từ 10 đến 12 tiếng khi mà mình sử dụng cái chai boost này cùng với cái sáp, lượng sáp vừa đủ.
và cái độ kết dính của nó đem lại cũng không quá là nhiều. Cái điều này thì mình thực sự rất là thích, chính vì cái độ kết dính nó mang lại không nhiều, cho nên là khi mà các bạn sấy tóc xong á, độ kết dính của nó chỉ vừa đủ để cho các bạn bám vào những cái lọn tóc, để cho các bạn có thể tạo được những phần texture cái thân tóc này. Nó sẽ làm tốt hơn là khi mà các bạn sử dụng một cái sản phẩm pre-styling nó cực kỳ nhiều dính, nó sẽ giúp cho tóc các bạn sẽ bị bết và cực kỳ dính luôn, các bạn vuốt tóc vào sẽ cực kỳ đau tóc. Và mùi về cái mùi bergamot này ấy, thà một cái mùi tông mùi mình thấy nó khá là ấm và men. Mình không biết miêu tả cho các bạn như nào về cái tông mùi bergamot này, nhưng mà mình thực sự rất là thích cái tông mùi của cái chai pre-styling này. Và nó là một cái chai pre-styling spray, cho nên là nó sẽ là một cái độ cân bằng tiên đường khô một chút. Nó không quá là khô đến nỗi các bạn phải gây dụng tóc đâu, mà nó là một cái độ khô vừa phải để các bạn có thể là sử dụng tất cả những loại sáp. Nó thiên hướng khô và thiên hướng ẩm một chút vẫn rất là ok. Ok, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến cái bước, đó chính là cách sấy tóc theo kiểu soft sweep này. Đầu tiên về cái độ ẩm trên tóc của các bạn, khi mà các bạn sấy tóc bằng kiểu soft sweep này thì nên để là cái độ ẩm khoảng tầm từ 40 đến 50% độ ẩm trên tóc. Và các bạn hãy chải tóc xuống thật đều, và sau đó thì các bạn hãy sử dụng một cái lượng pre-styling vừa đủ. Ở đây thì mình sử dụng một cái chai Boost của The 91S. Và chi tiết của cái chai Boost này thì mình sẽ để phần mô tả bên phía dưới, các bạn có thể click vào đó để biết thêm về cái chai Boost này. Mà sau đó thì mình sẽ dùng lục để chải lại tóc để cho nó đều hơn cái những cái hạt chất ở trên cái tóc này. Và về cái nhiệt lượng của máy sấy thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng mắc gió và mắc nhiệt luôn để cho nó tóc của bạn vào form rất là dễ. Và đầu tiên thì các bạn hãy sử dụng cái ngón tay trái này để ấn vào cái mái tóc, ấn vào cái phần xoáy của các bạn, và các bạn hãy sấy tóc theo cái phần xoáy. Thì phần đỉnh thì các bạn hãy đuổi hết sấy hết tóc về đằng trước, và đến khi mà cái phần đỉnh nó khô rồi thì bạn hãy sử dụng một cái lược này để có thể là tạo những cái texture bằng cách là chải lược này vào tóc và uốn nó lên, uốn nó thẳng lên, hoặc là các bạn hãy cầm cái lược chải lên như bình thường thôi để nó có thể tạo thêm được một phần volume, được texture nhẹ nhàng cho cái mái phần đỉnh của các bạn. Đầu tiên về cái phần mái thì các bạn hãy sử dụng hết nhiệt lượng của máy sấy để sấy bồng lên cái phần mái của các bạn. Sau đó thì hãy sử dụng một cái lược để các bạn hãy chải tóc về trước, rồi các bạn hãy chải tóc về trước rồi cho máy sấy chải ngược về, có nghĩa là hai cái đường ngược chiều như này. Nó sẽ giúp cho mái tóc của bạn sẽ đứng thẳng tóc hơn, và nó sẽ làm được cái liên kết tóc nó sẽ rất là rõ ràng hơn. Và về cái sáp này thì mình cũng sử dụng luôn cái sản phẩm của The 91S, đó chính là Bling và Crack, để các bạn có thể là sử dụng một cái lượng sáp vừa đủ, rồi sau đó thì xoa đều vào tay, và các bạn hãy đuổi hết sáp về trước như này. Và rồi sau đó thì sẽ sử dụng những cái đầu ngón tay như này để tạo nên texture của tóc. Cái hai các bạn sử dụng hai cái phần cái lọc ngón tay này, các bạn hãy miết thật chặt hai phần bên sai để các bạn vào, để cho cái tóc của bạn được ôm vào hơn, nó không bị tõe ra hoặc là nó không bị lè lè ra ấy, nhìn nó sẽ rất là xấu. Và hai cái phần bên sai này này, hai phần bên sai chỗ cái mái ấy, thì các bạn nên lưu ý là các bạn hãy cố gắng vuốt nó trụ mép vào một chỗ như này, đừng nó tõe ra thì nhìn nó sẽ rất là vô duyên. Và về cái chai này thì mình thấy rất là thích. Phải nói là đầu tiên là phải nói là cái giá thành của nó thì rất là hoàn hảo. Và cái đặc điểm mà mình thực sự rất là thích mà các bạn cũng đã biết rồi đấy, đó chính là một sản phẩm của Việt Nam. Cho nên là mình là người Việt mà, cho nên là mình sẽ luôn ủng hộ những cái hàng Việt mà nó thực sự rất là tốt và mình muốn giới thiệu cho các bạn. Và ngoài ra mình có một cái code đạt 10 khi mà các bạn mua hàng tại 91S để có thể giảm giá trực tiếp 10% khi mà các bạn mua cái chai Boost này ở giờ 91S. Và về cái chi tiết của cái chai này mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới, và nếu như các bạn có quan tâm thì các bạn có thể bấm vào đó để xem thêm về cái chai Boost này. Và đừng quên là follow Instagram mình, bởi vì là trên Instagram thì mình up khá là nhiều thứ về cái đời sống của mình, như là up outfit, up story. Và nếu thứ hai thì các bạn nhớ là đừng quên like, share và subscribe channel của mình. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.